Thượng Diệu Liên ở chùa Tử Dân thuộc huyện Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Tuy tuổi hơn 80 nhưng vẫn rất khang kiện. Ngài thường thuyết giảng Phật Pháp, giáo hóa cư dân quanh đó. Ngài dạy họ giới sát, tin nhân quả báo ứng. Bất kể gái, trai, già, trẻ, hãy nghe đến lời Ngài khai thị đều kính ngưỡng, tin phục. Mỗi tháng, vào ngày rằm, mồng 1, chùa Tử Dân luôn tổ chức pháp hội kéo dài 3 ngày do Hòa Thượng đứng ra giảng pháp. Hãy đến mấy ngày này, cả rừng người đổ về tụ hội rất đông, ai cũng muốn được nghe Ngài khai thị. Thường ngày, mỗi sáng sớm, Hòa Thượng hay đi một mình lên núi, rảo một vòng khắp chung quanh, dù mưa gió cũng chẳng nghỉ ngơi. Một hôm, Ngài lên núi, bắt gặp cách chỗ mình chừng 100 bước, có con rắn dài 2 thước, bị bệnh nằm đó. Đầu đuôi đều bị thương, máu mủ xong tanh nồng, đang thở thoi thóp. Ngài thấy tội nghiệp, bèn cứu chữa cho nó. Ngài nhai thảo dược, đắp lên vết thương cho rắn, chăm sóc nó xong rồi mới quay về chùa. Hôm sau, lúc Hòa Thượng đi thăm con rắn thì không thấy nó nữa. Nửa tháng sau, chùa tổ chức giảng pháp. Lúc Hòa Thượng đang thuyết pháp, bỗng có con rắn bò vào chùa. Thính chúng mặc dù có kinh hoảng nhưng không ai làm hại nó. Hòa Thượng nhận ra đó là con rắn từng được mình cứu nửa tháng trước, bèn bảo: "Mọi người chớ sợ, cứ để rắn vào nghe pháp." Con rắn bây giờ vết thương đã lành, nó bò đến trước mặt Hòa Thượng, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại, đầu ngóc lên, ánh mắt biểu thị đầy niềm tri ân. Khi Hòa Thượng khai thị, con rắn giống như nghe hiểu hết. Khóa giảng kinh kết thúc, nó bò đi. Từ đó, mỗi lần chùa có khóa giảng, con rắn đều vào nghe pháp rất đúng ngày. Khi nghe giảng đến giới sát, thì nó lộ vẻ rất hiểu và lãnh hội. Như thế, trải qua hơn 1 năm, con rắn đã dài tới 3 thước. Tăng chúng trong chùa và tín đồ đều gọi nó là Linh Xà Tử Dân Nham, rắn linh núi Tử Dân. Năm nọ, xứ đó bỗng phát sinh dịch bệnh, nhiều người bị sốt cao, thuốc men gì cũng vô hiệu nên đành mạng vong. Ai cũng bó tay hết cách, chỉ biết buồn rầu, dương mắt, nhìn bao người lìa đời. Hòa Thượng thường dẫn đệ tử đi thăm người bệnh, nhưng không có cách chi chữa trị cho họ. Ngày nọ, Hòa Thượng thấy con rắn ngậm rất nhiều cỏ, chất thành đống trên núi. Rắn thấy Hòa Thượng tới, thì quay đầu nhìn Ngài như muốn nói điều gì. Hòa Thượng xem xét đống cỏ tỉ mỉ, phát hiện ra đây là thuốc trị lành bệnh dịch, có công năng hạ sốt. Ngài lập tức ôm hết mớ thảo dược về chữa cho bệnh nhân, nhờ vậy mà họ khỏi bệnh. Sau đó, Hòa Thượng đi tìm loại cỏ tương tự, chế thành thuốc viên, gọi là phiến tử hoàng. Nhưng mọi người thường gọi là thuốc Hòa Thượng. Thuốc này cứu được vô số người. Hòa Thượng Diệu Liên thương yêu che chở chúng sinh, không những quan tâm con người mà cả đến loài vật. Tất cả chim, thú, côn trùng, Ngài đều che chở. Ban sơ, nếu không phải Ngài nhân từ cứu con rắn, khiến nó cảm động, thì làm sao có được thuốc hay để cứu mọi người? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có lòng đại từ như nhau. Con rắn là bằng chứng rõ nhất. Hy vọng quý độc giả, nếu đã biết yêu thương người, thì cũng nên mở lòng xót thương đến loài vật.
Dù là những sinh mạng nhỏ bé như côn trùng, chúng ta cũng nên che chở, tôn trọng. 50 năm sau mới báo thù. Đây là phó chủ nhiệm tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho phụ thân của ông. Ông Phó Tính rất nghiêm cẩn, là người không hề nói giọng ngữ. Ông kể phụ thân mình năm 70 tuổi bị bệnh nghẽn mạch máu não, qua trị liệu thấy hồi phục rồi. Sau đó, chị ông rước thân phụ về nhà chăm sóc, thì đột nhiên bệnh lại tái phát. Dùng thuốc chi cũng không hiệu quả, bệnh ngày càng nặng. Thân nhân thấy có điểm quái lạ, bèn đi hỏi một vị trí tuệ cao và được biết là có một con rắn đến tìm phụ thân họ để báo thù. Vì ban sơ có hai người đồng giết con rắn này, con rắn đã báo thù một người rồi, giờ thì đến lượt phụ thân của họ. Sau này nhờ vị trí tuệ đó hòa giải, con rắn mới chịu đi, bệnh phụ thân ông Phó mới hồi phục. Khi phụ thân lành bệnh rồi, thân nhân mới tra hỏi việc này. Thấy ông ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi nhớ ra, bèn kể. Năm 17 tuổi, ông cùng người bạn trong làng cùng đập và giết một con rắn. Người kia đã chết mấy năm trước rồi. Ông không ngờ mình chỉ giết một con rắn thôi, lại bị hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì chuyện xảy ra đã lâu lắm, tính đến giờ có hơn 50 năm rồi. Ai mà biết là con rắn này vẫn bộc bề truy đuổi ông. Đủ thấy tâm hận thù của nó rất mãnh liệt. Nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí con rắn thì sẽ hiểu. Hơn 50 năm nay, nó mang thân vong linh, nếm trải nhiều thống khổ mà vô phương giải thoát. Nếu đổi lại là chúng ta, sẽ phải làm thế nào? Tất nhiên là thù hận phải ôm sâu. Biết chuyện này rồi, tôi sợ đến nỗi óc toát mồ hôi lạnh. Vì hồi nhỏ, tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu. Tối hôm đó, khi tôi ngủ, còn mơ thấy một ổ đầy rắn, sợ đến muốn xỉu. Sau đó, tôi còn đập chết một con rắn nữa. Giết một con thì phải thường một mạng, mà tôi giết khá nhiều lần. Bây giờ tôi đã hiểu ra, cảm thấy có hai điều cần làm ngay. Một, phải phóng sinh thật nhiều để chuộc lỗi và tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị tôi giết. Hai, phải nỗ lực tu hành cho đạt đạo, rồi sau hoàn phục ta bà, cứu độ các quan thân trái chủ, giúp họ giải thoát, an vui. Liên Hoa Diệu Âm. Đôi mắt âm dương. Bà tôi kể hồi nhỏ, những lúc nông nhàn thì bà xe nhang làm nghề phụ, bà không hề tẩm hóa chất nào vào nhang để tỏ lòng tôn kính, vì đây là vật phẩm dành để cúng dường. Có lẽ nhờ làm nhang bằng tấm lòng thành thuần khiết, vào năm hơn 30 tuổi, bà bị bệnh nặng thì được Bồ Tát cứu. Trên đường phố, bà gặp một bà già tu Phật giúp chữa cho lành bệnh. Bà già này đã sắc thuốc trị cho bà tôi. Sau khi uống thuốc xong, bà tôi lành bệnh. Nhưng kể từ đó, linh nhãn cũng khai mở. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, bà đều có thể nhìn thấy một cõi không gian khác mà mắt phàm chúng ta không thể thấy. Trước đây, tôi hoàn toàn không tin vào mấy cái thuyết thiên nhãn hay mắt âm dương chi. Do bà thì luôn nhìn thấy những loài mà tôi không nhìn thấy, nên tôi luôn bảo là bà mắc bệnh thần kinh và cho bà là cổ hủ, phong kiến, mê tín. Sau này, kể từ khi tôi có duyên may được nghe Phật Pháp rồi, phát tâm nhập đạo, thì mới hiểu và biết tri ân những gì mà đôi mắt âm dương của bà nhìn thấy. Bởi việc này đã giúp tăng thêm tín tâm cho tôi rất nhiều.
tôi xin kể ra nguyên nhân khiến mình tu theo Phật. Vào khoảng mấy năm trước, tôi đang đi trên đường thì gặp người bán lương. Nhìn cảnh họ róc xương, lột da lương, tôi thấy bất nhẫn quá, nên quyết định mua hết số lương còn sống trong chậu, đem đến ao nước trong công viên lân cận để phóng sinh. Từ nhỏ, tôi vốn sợ rắn, nên những loài có hình dạng giống chúng tôi đều sợ. Vì vậy mà số lương nằm trong bao, tôi không dám bắt, đành phải rủ em gái cùng tôi đem tới công viên, nhờ nó bắt thả xuống ao giùm. Do tôi sợ quá, nên chỉ đứng xa xa phía sau mà nhìn thôi. Kết quả, khi lương thả xuống nước xong, nhiều con còn bơi lại gần đến chỗ tôi. Trông chúng mạnh khỏe, và hơn phân nửa đều ló đầu lên mặt nước, bu lại chỗ tôi, không ngừng gật đầu, cúc cung cảm tạ. Tôi nhận rõ ý chúng là như thế. Ngộ cái là chúng không hề xúm lại quanh em gái tôi, dù em ở rất gần chúng, mà lại bơi đến dây quanh chỗ tôi và không ngừng cúi chào. Lâu thật lâu, chúng mới chịu bỏ đi. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ngay giây phút đó, tôi hết sức bất ngờ và cảm động. Cảm động đến lệ tuôn đầy mặt, và tôi hiểu thế nào là chúng sinh bình đẳng, vật và người vốn có linh tính giống nhau. Trước đây, tôi vốn là kẻ mê ăn mặn, luôn phản đối ăn chay. Hễ đến bữa ăn mà không có thịt cá thì tôi nhất quyết không chịu cầm đũa. Nhưng sau khi phóng sinh lương xong, quay về nhà rồi, tâm tôi đã thay đổi. Tôi không còn hứng thú với việc ăn mặn nữa. Tôi bắt đầu nghiên cứu kinh Phật để hiểu thêm nhiều hơn về những điều kỳ diệu trong cuộc sống và âm thầm cảm ơn những con lương kia đã dìu tôi bước vào Phật môn. Mới đầu, tôi xem kinh Địa Tạng, rồi từ đó mỗi tháng vào 10 ngày trai, mồng 1, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, thì tôi đều tụng kinh Địa Tạng. Bà tôi vốn không biết chữ và chẳng hiểu gì về 10 ngày trai này, nhưng mỗi lúc đúng vào 10 ngày trai, sau khi tôi tan sở về nhà, là bà luôn hỏi tôi, hôm nay có phải con sẽ tụng kinh Địa Tạng không? Tôi ngạc nhiên hỏi, vì sao bà biết? Bà đáp, làm sao mà không biết được? Bà thấy các chúng sinh cõi quỷ ngay từ hồi chiều đã tụ tập đầy trong nhà rồi, đông đến hết đếm nổi luôn. Chúng đến để nghe con tụng kinh mà. Có những hôm, thấy tối quá rồi mà tôi còn làm việc, bà đến gần bảo, đừng làm nữa, lo mà tụng kinh Địa Tạng đi. Không nên để các chúng sinh kia quỳ đợi lâu, rất có tội và không tốt. Hơn nữa, bà còn tả rõ cảnh tượng chúng quỷ chỉ tụ tập đúng vào 10 ngày trai, là những ngày tôi chọn để tụng kinh. Bà thấy trong số đó có cả động vật và người. Dông người thì mặc y phục thuộc về triều đại của họ. Tôi trước đây mê ăn mặn, không ưa ăn chay, nên khiến bà phải khổ theo, bởi vì tôi mà bà phải giết vật tạo ác nghiệp nhiều. Trong thời gian tôi tụng kinh Địa Tạng, những chúng sinh bị giết ăn kia đều đến nghe kinh, có đủ heo, tôm, gà, cua, cá, vân vân. Đặc biệt có một lần bầy cua tới còn dung dậy mấy cái càng to, như hướng bà muốn nói là cả nhà tôi từng ăn cua, chúng nghe tụng kinh với vẻ rất hoan hỷ. Bây giờ tôi không còn tụng kinh Địa Tạng nữa, mà thời khóa chính của tôi là kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Chú Lăng Nghiêm, vân vân. Đương nhiên, bao giờ cũng có chúng sinh cõi khác tụ tập đến nghe. Học Phật vốn là buông bỏ chấp trước, nhưng vẫn có nhiều người càng tu càng chấp. Chấp nơi quan thân trái chủ, sợ quan thân trái chủ làm chướng mình nên muốn bỏ cuộc không tu trì. Ngài Ấn Quang từng giảng, quý vị chẳng biết
là quỷ cùng người luôn ở chung lẫn lộn hay sao? Bởi không chỗ nào mà không có quỷ. Dù ta không mời quỷ đến, nhưng nhà nào cũng có quỷ. Tính ra, chúng quỷ hiện diện đông hơn người gấp trăm ngàn lần. Nếu người sợ quỷ, thì cần tích đức, hành thiện, ắt quỷ sẽ sinh lòng kính trọng mà hộ trì. Nếu người làm việc ám muội, thì quỷ sẽ tranh nhau dè biểu, nên khó thể sống an. Nếu đã biết rõ như vậy, thì dù ở một mình trong nhà tối, mọi người cũng chẳng nên khởi chút niệm quấy hay chút ý tà. Huống nữa là làm ra những việc lỗi. Loài quỷ nếu là quỷ thiện, thì thấy người đến ắt nhường đường. Khi người đi khỏi, chúng mới chiếm khắp đất đó. Nếu lệ quỷ, quỷ ác xuất hiện, ắt có điềm chẳng lành lớn. Phải biết trước mặt mọi người luôn có rất nhiều thiện quỷ hay ác quỷ. Muốn không sợ quỷ thì nên giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Được vậy thì các loài quỷ đang hiện diện đó sẽ biết thành kẻ hộ vệ cho người. Chỉ sợ rằng loài quỷ được ta khiến cho kính trọng không có nhiều. Nếu có được nhiều thì càng tốt, sợ mà làm chi? Giờ tôi xin nói đến việc truyền âm kinh luận. Nhờ may mắn mà tôi biết được công đức này. Nếu có thể, bạn nên sắp đặt trong ngôi kiến trúc của mình một nơi phát âm, quảng bá kinh. Được vậy thì môi trường hoàn cảnh lân cận sẽ chuyển hóa triệt để, có đủ năng lực hướng dẫn nhân tâm, giống như cõi tịnh Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ích lợi cực lớn thu được là, ngay trong khu vực phát âm kinh chú, không chỉ có người mà bao gồm cả côn trùng, tất cả chúng sinh nơi đó đều được miễn trừ đọa tam ác đạo, có thể siêu sinh cõi trời, người hoặc cõi tịnh của chư Phật. Do buổi tối thời gian bận rộn nhiều nên tôi đổi lại mỗi ngày tụng kinh vào buổi sáng sớm. Trong nhà tôi sắm hai máy cho mở phát kinh thường xuyên, một máy DVD chuyên phát kinh chú tôi đặt tại Phật đường, một máy phát văn thù tâm chú tôi đặt trên bàn nơi thư phòng. Tôi hy vọng có thể giúp chúng sinh đến nghe kinh được thọ ích trong tất cả mọi thời. Lúc tôi mở DVD phát đĩa kinh, đã chiêu cảm rất nhiều chúng sinh hữu duyên đến nghe. Trong số đó có một con rồng. Lần đầu bà tôi nhìn thấy dốc dáng khổng lồ của nó thì đã kinh hoảng hét lên: "Ôi chao, con rắn này sao mà to khiếp!" Bà còn tả là nó nằm phía ngoài sân thượng của gian thờ Phật. Nó còn lượn tới lượn lui ngoài sân canh trộm. Tôi khuyên bà đừng sợ mà hãy nhìn kỹ xem con rắn khổng lồ bà tả đó, nó có móng hay không? Bà nhìn kỹ rồi đáp có. Tôi giải thích, đó không phải là rắn, mà là rồng, là long thần hộ pháp. Năm nay, con rồng ấy lại hiện thân. Lần này nó nằm trên không, chỗ phát ra văn thù tâm chú. Trong kinh điển Phật giáo thường nhắc đến Thiên Long Bát Bộ, Long Thiên Hộ Pháp vân vân, song mọi người đều không hiểu ý này. Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn đã dặn dò Long Dương Chư Thiên, nhắc nhở họ hộ trì Phật Pháp. Do đã trải qua hơn 2.000 năm nên nhiều người còn cho đây là chuyện thần thoại phi thực, không thể nào tin. Tôi thực cảm ơn chư thiện tri thức đã chỉ điểm cho trên con đường tu tập hành đạo, cũng cảm ơn đôi mắt âm dương của bà, cảm ơn Long Thiên Hộ Pháp thị hiện, khiến tôi đối với Phật Pháp có đủ lòng tin. Câu chuyện tôi kể ra hoàn toàn có thật. Bạn không tin thì cứ xem như nghe chuyện thần thoại vậy. Còn tôi thì vẫn tin rằng thế giới này thực sự có tồn tại những loài mà mắt thịt của con người không nhìn thấu. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nên chúng ta giờ phút nào cũng phải quan sát
và kiểm điểm từng khởi tâm động niệm của mình. Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới. Nguyện tất cả đồng tu hành đạt đạo. Cư sĩ Diệu Thanh, giai nhân Áo Phượng. Lời giới thiệu của Hội Phật Giáo. Đây là bài viết của cư sĩ Triệt Ngộ, là một hội viên đã nhớ lại và kể về tiền kiếp của mình, khiến người đọc xong phải chấn động. Tác giả có ký ức cực tốt, có thể nhớ lại cả thời còn lót tả, cũng nhớ luôn kiếp vừa rồi mình từng đọa địa ngục, thọ tội ra sao. Trước khi đọa địa ngục, tác giả từng là một cô gái có dung nhan bá mỹ thiên kiều, do bị lừa dối tình cảm, tiền tài mà treo cổ tự tử. Do chết với tâm sân mãnh liệt nên cô lập tức bị đọa địa ngục, thọ nhiều thống khổ. Bây giờ mời bạn hãy nghe tác giả kể. Tôi hồi nhỏ có trí nhớ rất tốt. Ngay từ thuở còn nằm nôi, tôi đã biết và nhớ hết mọi chuyện xảy ra. Chẳng hạn như lúc tôi đang nằm trong nôi thì thấy mẹ bệnh suyễn, phụ thân chích thuốc cho. Rồi lúc tôi tập đi, bị bầy ngỗng rượt đuổi như thế nào. Đến nay, đều nhớ rất rõ. Có lúc trong não tôi còn xuất hiện một số hình ảnh rất kỳ quái. Đó là cảnh một cô gái thanh lâu bị đọa địa ngục. Đôi khi tôi kể cho cha mẹ nghe những điều này, thì họ luôn phì cười và âu yếm bảo tại tôi còn nhỏ nên suy nghĩ bá láp không đâu. Nhà tôi theo ngoại đạo, thờ thần chứ không thờ Phật. Năm 6 tuổi, bà ngoại dẫn tôi đến thần đàn. Đài thờ thần cho tôi tham gia nghi thức tên là lễ khai mở thiên nhãn. Tôi được uống rượu tẩm máu tai, viết phù chú rồi đốt. Từ giây phút đó, cánh cửa nối liền ký ức tiền kiếp được mở ra, khiến tôi nhìn thấu suốt kiếp trước của mình. Mỗi mỗi cảnh tượng, hình ảnh đều thấy rất rõ ràng. Hóa ra kiếp trước, tôi là một kỹ nữ, mặc áo phượng tiên thước tha, ưa xem ca tử hí. Đó là một loại ca kịch địa phương ở Đài Loan và Phúc Kiến, nhưng không biết thời đó thuộc vào niên đại nào. Do từ nhỏ, gia cảnh khó khăn, tôi phải vào nấu bếp cho một nhà giàu nọ. Vì có nhan sắc nên bị ông chủ nổi tà dục cưỡng hiếp. Sau đó thì tôi vào thanh lâu làm kỹ nữ. Vợ chồng chủ thanh lâu rất yêu thương, đối với tôi cực kỳ tốt. Lúc đó tôi là một hoa khôi trẻ trung duyên dáng, nên đã lợi dụng sắc đẹp của mình lừa gạt tình tiền của biết bao người. Cuối cùng thì bị một công tử khác lừa gạt lại, khiến tôi mất sạch hết tiền, tình. Tôi phẫn hận cực độ, lòng luôn muốn báo thù và không chịu nổi thống khổ nên đã treo cổ tự vẫn. Tôi thấy cái xác thay thịt của mình đã chết, nhưng hồn lại đi đến một nơi to lớn, có lửa cháy phừng phừng. Ở đây có đủ nam, phụ, lão, ấu. Sắc mặt người nào cũng ủ rũ, buồn thảm. Dường như tất cả chúng tôi đều bước vào một con đường đã định, tỏa lực hút mạnh mẽ vô hình, khiến mọi người đồng lao thẳng vào đó. Đi một hồi thì gặp ngã rẽ, mọi người tản ra tứ tán. Tôi và một đám người cùng đi đến chỗ có cây cầu độc mộc bắc qua vực sâu, thường gọi là cầu Nại Hà. Trong đây âm u lạnh ẩm, tiếng thét gào kêu khóc gian dậy, từng luồng hơi xú uế tanh nồng máu huyết xông lên mũi tôi. Rất nhiều người từ trên cầu ẩm ướt tối tăm trơn trượt kia bị té nhào xuống dưới. Tôi không muốn đi tiếp, nhưng không có quyền tự quyết, đành cứ thế mà bước lên cầu. Đi không bao lâu thì cũng bị trượt chân té nhào xuống. Bên dưới là một vực sâu hun hút, rộng hơn biển cả nữa.
vì không thấy biên giới hay bến bờ. Trong đây có đủ loại mãng xà lớn bé đang nhe nanh cắn xé chúng tôi. Những con rắn này nhiều không đếm xuể, hung hãn tấn công tôi. Sau đó tôi mới phát hiện ra, trong biển máu này có rất nhiều người, nhưng không thấy được đầu họ, bởi vì ai cũng giống tôi, đều chìm mau trong biển rắn. Những con rắn này liên tục cắn xé thân chúng tôi, khiến gân cốt rã rời, máu tuôn không ngớt. Thân tôi giống như bị bom đạn công phá tan nát, cảm giác thống khổ tận cùng. Nhưng trong phút chốc, da thịt xác thân tôi lại hồi phục nguyên trạng, rồi lại bị cắn xé hành hạ, tan nát tiếp. Cứ thế mà tái diễn màn thọ khổ đó mãi. Lúc này tôi mới biết đây là địa ngục. Nghiệp lực hiện núi đao, biển lửa, cột đồng, chảo dầu, hành tội. Tôi chỉ muốn sớm được ra khỏi cái biển máu ung thối tanh hôi lúc nhúc độc xà tấn công kia. Tôi mơ hồ nghe tiếng bao người thọ khổ kêu rên, âm thanh rất yếu ớt. Nếm đủ mùi khốn khổ rồi, cuối cùng tôi cũng rời khỏi nơi hành hạ này, đến được bờ. Nhưng trèo lên bờ vẫn chưa phải là kết thúc thọ khổ nơi địa ngục. Vừa ra khỏi biển rắn, mới bò lên bờ, thì tôi thất kinh khi nhìn thấy một vị thần. Tôi chỉ biết gọi là thần thôi, vì ông ta trông rất cao lớn, mặc đạo bào màu xám đen, tướng mạo cực kỳ trang nghiêm, không giống như các thần thờ ở thế gian. Ông chẳng hề mở miệng nói, chỉ dùng cách trò chuyện bằng tâm linh giao cảm, nghĩa là không có ngôn ngữ nào được tuôn ra ở đây, giống như cách truyền thông bằng tư tưởng vậy. Tự dưng tôi hiểu ra, bởi vì tôi không có tín ngưỡng nào hết, nên vị hiện trước mắt tôi không mang hình dáng tôn giáo nào. Do tôi không tin thần hay Phật, ngỗ nghịch với cha mẹ, sống chuyên dối gian, gạt lường, lại hành nghề kỹ nữ dâm tà, thất đức ở chốn Thanh Lâu, tôi chuyên lợi dụng mỹ sắc để gạt hại các nam nhân cho đến chết. Vì gây tạo đủ tội ác nên tôi mới tới chỗ này thọ khổ. Ông thần khuyên tôi, sau khi nhận hình phạt rồi thì phải nỗ lực tu hành. Lúc đó tôi chẳng hề có chút tâm hổ thẹn, ăn năn, luôn cảm thấy mình vô tội, là kẻ không có lỗi. Tôi uất ức, nổi đóa khi nghĩ, tại người gạt lường khiến tôi phải ngậm hờn treo cổ, vậy mà chết xuống đây còn bị độc xà cắn xé. Thế là tôi nổi thịnh nộ xung thiên. Vị thần liền biến mất. Vị thần biến mất rồi, tôi bị mấy tên quỷ sứ da vàng như đau gan xua đuổi tôi chạy lên ngọn núi cao. Đường gập ghềnh chông chênh khiến tôi bị dấp té. Ngay lúc bị té, tôi mới nhận ra có cả rừng dao nhọn đủ hình dạng kích cỡ, ngắn, dài, to, bé, từ dưới đất nhô lên. Bất kể tôi đi đến đâu, chỉ cần vừa té ngã thì những mũi dao sắc bén này liền tự động tấn công, giống như bàn chông hay bẫy kiếm không ngừng băm dầm thân thể chúng tôi, khiến xương rơi thịt nát, máu chảy không ngừng, đau đến tôi chết ngất. Sau đó thể xác lại hồi phục nguyên trạng. Giờ tôi tiếp tục lãnh cực hình này, thống khổ không gián đoạn. Cảnh hành tội y như trong kinh Phật tả không khác. Sau này học Phật rồi tôi mới biết, vì trong Lương Hoàng Sám từng viết, mãn kiếp địa ngục, may gặp thiện tri thức, nghe các vị Bồ Tát quở trách khuyên răng, phải biết ăn năn cải hối, nguyện tu sửa để thoát khổ. Nhưng do tôi quá hung hãn, cứng đầu, ương bướng, nên phải ở đó thọ hình rất lâu. Đến giờ hồi tưởng lại, cảm giác về những thống khổ vô gián đó vẫn mới mẻ, như vừa mới tái hiện trên thân tôi. Địa ngục quả đúng y như kinh Phật mô tả. Từ tầng trên đọa xuống tầng dưới,
bị chó đồng nồ sủa và nhai xương nuốt tủy. Ngục tốt la sát, cầm chĩa ba đâm vào đầu, tội nhân bị lửa đốt khắp thân, lưới sắt phóng mưa đao, đao theo lỗ chân lông đâm vào thân thể. Khi tôi ra khỏi núi đao rồi, thì bị ném vào một cái cối xay to khủng khiếp, to không thể tả. Nhìn nó đang chuyển động ầm ầm, tôi rất sợ bị nghiền nát, nhưng tìm không ra chỗ để trốn, đành cứ chạy vòng vòng trên mặt cối. Nhưng chẳng mấy chốc, thân tôi bị xay nghiền, đau đớn vô kể. Rồi sau đó, thân xác lại hồi phục nguyên vẹn, lại bị xay nát tiếp. Tôi nghe thanh âm tru khóc, rên la không ngớt của các tội nhân. Họ chạy, đứng, nằm, ngồi, hỗn loạn, thảy đều bị xay nhuyễn nhừ. Thoát cối xay, tôi bị trói vào cột đồng rực đỏ, lửa cháy bốn bề, da thịt bị thiêu khét lẹt, thần thức mịt mờ. Thân bị đốt cháy tiêu rồi thì lại hồi phục nguyên trạng. Tiếp đến, tôi bị trói vào một cột đồng lớn khác. Quỷ sứ dùng móc câu bén nhọn lôi lưỡi tôi ra cho đến khi nó đứt lìa, tuôn máu dầm về. Đây là đền tội ác khẩu, chửi rủa, đâm thọc, thêu dệt, dối trá. Sau đó, tôi bị ném vào chảo dầu, thân thể giống như heo bị rán, không ngừng lăn lộn, sưng phình, cảm giác như thân bị một loại bơm đạn cắt xẻ, đau đớn cực kỳ, thọ khổ tận cùng. Nhưng rồi, thân tôi lại hồi phục như cũ, chỉ cần ló đầu ra khỏi chảo là lập tức bị quỷ sứ dùng cây chĩa ấn xuống chảo dầu lại, bắt phải thọ tiếp cảnh bị chiên rán. Cứ thế, tôi dở sống, dở chết. Hình phạt này cứ tái diễn mãi, khổ hết chỗ nói. Do tôi tạo quá nhiều ác nghiệp, khi làm bếp cũng từng chiên rán, băm dầm, giả xay loài vật còn đang sống, nên đây chỉ là nếm lại những gì mình gieo mà thôi. Ra khỏi chảo dầu rồi, tôi và đám đông đi đến một nơi đất khô khốc, phải nắn đất thành từng viên tròn, lớn có, nhỏ có, hình trạng và số lượng không đồng. Hoàn thành rồi thì ném vào trong hồ lô của mình. Cảnh này giống như làm lao dịch vậy. Có người do đất khô quá, nắng không thành hình. Từ lúc xuống địa ngục tới giờ, chẳng được ăn uống gì, nên ai cũng mệt và đói. Nắng đất xong thì đi đến vùng giống như hỏa khu. Tất cả giao hồ lô bi ra, và mỗi người nhận được một chén đầy mũ trắng, vừa thúi vừa khai. Có lẽ do nhân duyên tiền sinh còn in sâu, tôi thấy ăn uống như vậy quá kỳ cục, nên không thèm dùng. Đầu thai chuyển thế. Sau đó, tôi được dẫn đến trước một vị chấp pháp, phán quan. Ông này mày rậm, mắt to, nhìn không dữ mà rất có uy, cũng giống như vị thần tôi gặp trước biển rắn. Ông dùng phương thức tâm linh giao cảm để nói cho tôi biết là tôi sẽ đầu thai vào thế gian làm con gái. Ông dặn tôi ngàn vạn lần không nên tạo ác nghiệp, không được lừa gạt người nữa, mà phải hành thiện tích đức, tu hành cho nhiều vào. Nghe ông nói xong, tôi vô cùng bất mãn, liền hướng chấp pháp kêu than, diện cớ rằng đã có quá nhiều khổ đau, tôi phải thọ chức chồng, nên không cam tâm làm nữ nữa, tôi muốn được làm nam để báo thù. Nghe tôi bày tỏ vậy, quan chấp pháp lộ vẻ rất kinh ngạc. Ông không hiểu gì sao tôi đã thọ đủ khổ hình mà không bị lú lẫn, quên tuốt hết, ngược lại còn nhớ rất rõ chuyện cũ. Nhưng ông vẫn kêu tôi đi sắp hàng và phát cho mỗi người một thẻ bài có số, có màu. Tôi lãnh thẻ màu hồng, ai nấy lãnh thẻ xong thì tự đi đến xếp hàng trước một cái cổng, y theo màu sắc cái thẻ mình cầm trên tay chờ đi đầu thai. Lúc đó,
tôi nghe mấy tên quỷ sứ bàn tán lao sao. Màu hồng đầu thai làm nữ, màu xanh đầu thai làm nam, màu lục đầu thai làm dịch, màu tía đầu thai làm, vân vân. Vừa nghe tới đó, tôi vội lẻn qua hàng ngũ kế bên ngay, vì không muốn làm nữ, cho nên thừa lúc người không chú ý, tôi giật thẻ màu xanh của đối phương và đưa thẻ màu hồng của mình cho họ. Thấy quỷ sứ lao tới, tôi nhanh chân chạy trốn, lẫn vào rừng người thẻ xanh. Sợ quỷ ngăn cản nữa, tôi liền chạy đến một vùng có rất nhiều nhà. Lúc đó là đêm tối, thấy ở đây có nhà sáng đèn, có nhà không. Tôi căn cứ vào số ghi trên tấm thẻ bài mà dò tìm ra số cửa, lập tức đi vào. Thế là đầu thai thành nam tử như hiện nay. Quan gia ngõ hẹp lại tương phùng. Đời này, khi tôi vào đại học chuyên khoa, quen với một bạn gái, chính là Bạch Diện công tử đã lừa gạt tôi kiếp trước. Lần đầu vừa gặp, hai bên đã thấy hết sức quen, như đã từng biết nhau lâu lắm rồi. Dần dần, ảnh hưởng tình tiết đời trước càng lúc càng rõ. Cuối cùng, vì cha mẹ phản đối, hơn nữa, chính tôi cũng không muốn nối lại tiền duyên. Thế là chia tay, may là tôi không còn tâm muốn báo thù nữa. Còn cặp vợ chồng chủ thanh lâu đời trước, kiếp này là cha mẹ ruột của tôi. Chàng trai bị tôi gạt lường hại chết, kiếp này thành là vợ của tôi. Hồi mới gặp, tôi cảm thấy rất quen, nhưng sống không hợp ý. Bởi vì đời trước tôi không hề yêu, nên đời này nội tâm đối với cô cũng thường sinh chán ghét, vô duyên vô cớ. Do vậy mà cô luôn ôm hận đối với tôi và cư xử với người nhà tôi hết sức lạnh nhạt. Hai bên thường dùng chiến tranh lạnh để hành nhau. Mặc dù tôi kiếm rất nhiều tiền đem về cho cô, trả lại nợ lừa gạt tiền ngày xưa, nhưng cô chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng. Đời trước có một nam tử thường giúp tôi dẹp bao bất bình, nay là bạn chí thân của tôi. Sám hối tội ác quá khứ, cảnh tỉnh thế nhân tu. Học Phật rồi, tôi hiểu mọi sự đều do nhân quả. Kiểm điểm lại bản thân mình, tôi nhận ra tất cả toàn do tâm tham ái, chấp thủ mà ra. Đến đời này, tập khí xưa vẫn chưa mất. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không mê muội tạo ác nữa, sẽ không tranh giành tài lộc, không dùng thủ đoạn để chiếm lấy nữa. Nếu cứ chạy theo tâm tham dục không đáy, mình sẽ khổ mãi. Tôi và người bạn gái đầu sớm đã chia tay, và ai nấy đều có cuộc hôn nhân riêng. Nhưng nếu nhìn nhận một cách trung thực, thì tôi vẫn khó quên cô ta. Trong sâu thẳm tận đáy lòng tôi, nhận ra mình vẫn còn nặng tình với cô ta. Nhưng tôi biết đây chỉ là nghiệp duyên, là ảo giác vọng tưởng mê muội nên không lao theo. Do đời trước tôi treo cổ chết, nên đời này tôi không dám mặc y phục có cổ, vì rất sợ tái hiện cảm giác đau nơi yết hầu. Lại do đời trước tôi từng làm nghề nấu bếp, cho nên kiếp này nghệ thuật nấu nướng của tôi rất tuyệt. Bởi vì đã nếm qua cảm giác bị chiên trong chảo dầu, cho nên tôi đặc biệt sợ nóng, không sợ lạnh. Đời này hễ nhìn thấy cối xay chuyển động là tôi liền sinh hoảng sợ, toàn thân nổi óc hết. Tóm lại, những thói quen và ký ức đời trước hoàn toàn không tiêu mất. Nhìn lại những thống khổ đã trải qua, trong đây lời dạy hiếm có của vị thần và quan chấp pháp đã giúp tâm tôi mở sáng. Tôi hiểu rõ, làm người phải trọng tính, không nên lừa gạt, không làm thương hại người, không được làm việc gì trái với lương tâm. Tôi cũng biết, cuộc sống đa số do nghiệp lực quyết định. Tự làm, tự chịu, ta tự nếm quả mình trồng. Người hại tôi cũng không phải cố ý muốn hại tôi. Tôi khổ là do phải trả báo theo luật nhân quả. Cho nên đối với tha nhân, tôi nên bao dung khoan thứ và không được khởi tâm sân hận. Đã nếm và hiểu rõ khổ địa ngục như thế nào rồi, bạn nghĩ tôi sẽ mê đắm ngũ dục, vùi đầu tạo ác nữa được sao?
Tuy kiếp trước tôi là kẻ đại ác, vô tôn giáo, nhưng kiếp này tôi đã biết tìm đến Phật Pháp, dân hành theo lời chư Phật dạy, vì cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như tôi đã gặp. Tôi bây giờ chỉ muốn tu mà thôi, tu tinh tấn đến giải thoát và không tha thiết gì ở thế gian này. Tôi rất muốn được về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, tu cho thành đạo, rồi quay lại độ chúng sinh khổ đau ở đây. Thông qua kinh nghiệm này, tôi xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm đã tạo trong dĩ vãng, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ để tôi có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, giảng sinh tịnh độ, thoát luân hồi. Thật ra, tất cả chúng ta đều từng xuống địa ngục, vì trong tâm chúng ta đầy niệm ác, nhưng do cách ấm mê muội nên không nhớ ra thôi. Có người thậm chí còn là khách thường trực của địa ngục nữa kia. Đây gọi là mới thoát ra lại tìm vào. Địa ngục vốn không do ta tạo nghiệp ác mà hiện thành. Tam giới không an như đi trong nhà lửa, chẳng nên lưu luyến. Tôi không dám nói chi người khác, chỉ lấy chuyện của bản thân mình mà chứng minh. Tất cả hình phạt thống khổ tôi từng chịu nơi địa ngục là do thân, khẩu, ý tạo ác, sát, trộm, dâm, vọng, vân vân, tôi đều phạm hết. Tôi từng là đầu bếp giỏi, chuyên sát hại sinh vật, hầm, nướng, quay, chiên, nên tôi cũng nếm mùi núi đao băm dầm, chảo dầu, chiên rán. Miệng tôi nói ác, lưỡi phạm nhiều tội nên bị móc, cắt lưỡi. Vì tội dâm tà nên bị thiêu cháy, ôm cột đồng. Nếu như đời này tôi không biết ăn năn sám hối, không tỉnh giác tu sửa, lại tiếp tục tạo ác, thì chuyện tôi đọa địa ngục chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu ta thừa nhận địa cầu này tồn tại, thế thì không thể phủ nhận sự tồn tại của địa ngục và tịnh độ. Nghiệp lực vô tận, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận. Chỉ có Phật Pháp là con đường giúp chúng ta thoát ly ba cõi, ra khỏi khổ đau. Đối với điều này, tôi tin kiên quyết không nghi, lòng chỉ muốn vĩnh viễn thoát ly cõi khổ, sinh về cõi Phật tu hành. Chuyện tôi kể quý vị có tin hay không còn tùy thuộc vào phúc phận của quý vị. Xin hãy lấy chuyện của tôi làm gương mà tránh tạo ác nghiệp. Mong tất cả xin nghe Phật Pháp, nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu hành để thoát ly tam giới, ngàn vạn lần không nên trồng nhân xuống địa ngục. Cư sĩ Triệt Ngộ. Lời người dịch. Câu chuyện này tôi dịch từ 2 năm trước, nhưng do e ngại mãi nên đến giờ mới tung ra. Có một điều rất thú vị là ngay khi bắt đầu dịch, tôi không biết người đang kể là nam hay nữ, cuối cùng mới biết. Khi dịch đến đoạn bàn về thẻ xanh thẻ hồng, tôi cũng nghi là với tính cách đó, đương sự sẽ tráo đổi. Nhưng tại sao lại tráo đổi được? Tôi từng đọc nhiều tâm sự của những người đã trải qua địa ngục. Về căn bản thì giống, nhưng so tiểu tiết thì có khác. Không ai giống ai. Tôi nghĩ đương sự tráo thẻ được cũng là một chiêu an bài của phán quan. Có thể ông Dư biết đương sự sẽ làm thế. Thực ra, thân phận giới tính nào cũng đòi hỏi phải có phúc báo tương xứng, không thể do gian dối tranh giành mà được. Tôi đã cố gắng dịch câu chuyện này thật đầy đủ, không bỏ sót một tình tiết nào. Hầu mong bạn hiểu rõ thêm về địa ngục. Điều quý nhất là người tự thuật đã giác ngộ. Hiện tại, tuy ông đi giữa hồng trần mà tâm vượt trên hồng trần. Bái kinh cứu mẹ. Toàn gia cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả 3 thế hệ đều là giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm đã chí thành phát tâm bái kinh hồi hướng cho mẹ. Hiếu tâm này làm cảm động trời đất, và lòng tinh tấn kia khiến cho người mẹ đã bước đến quỷ môn quan, nhờ vậy mà được bảo toàn. Mời quý vị nghe bà thuật lại những việc mình đã trải qua.
cha mẹ tôi trước khi nghỉ hưu từng làm công tác giảng dạy về bộ môn bảo vệ thực vật diệt côn trùng tại một đại học ở Triết Giang. Mẹ tôi vốn là một nữ bác học đa văn, từng cống hiến nhiều thành quả nghiên cứu khoa học lớn lao, góp công giảng dạy uyên thâm, có thể nói là môn sinh đầy khắp thiên hạ. Bà được phong là giáo sư ưu tú, được hưởng sự trợ cấp của chính phủ. Hiện nay, cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng vì họ đạt được thành tựu phi phàm về lĩnh vực diệt côn trùng, nên luôn được xưởng nông dược mời thỉnh làm việc. Tôi không rành về các việc sát sinh của song thân, do hai vị dù ở nhà, vẫn nghiên cứu chế thuốc diệt côn trùng cung cấp cho hãng nông dược, thu được rất nhiều tiền nhờ vào nghề bào chế này. Ngay từ nhỏ, tôi đã từng chứng kiến cha tôi tối nào cũng đều mơ thấy ác mộng, luôn kêu la kinh hãi rằng con người muốn giết ông. Hơn nữa, da ông không được tốt, sần sùi và hay bị lở giống như ghẻ chóc. Trên đầu giường ông, quanh năm thường để lọ thuốc cao dán. Lúc ba tôi dạy tại đại học thì hay bị bệnh tiện bí, thống khổ này không ngừng hành hạ ông. Sau đó còn mắc chứng bệnh động mạch vành, thường xuyên ưu lao kinh sợ, khiến ông thuốc chẳng lìa miệng, mặt luôn u sầu, chẳng có được nụ cười. Tôi nhờ duyên lành, tình cờ đọc qua sách Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, mới hiểu rõ chứng bệnh của ba tôi có liên quan đến công tác của ông. Cũng hiểu rằng do chúng tôi tạo sát nghiệp, ngày ngày ăn thịt, ăn hải sản, nên bị ác quả. Thế là tôi bắt đầu vì những con vật mình và cha mẹ giết ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, hy vọng có thể siêu độ chúng, cầu chúng tha thứ. Thời gian đầu thì không có kết quả gì rõ rệt. Dù vậy, hằng ngày tôi vẫn cố gắng tụng kinh Địa Tạng. Không bao lâu, một ngày nọ mẹ tôi bảo: "Ba con gần đây ngủ rất an, không còn thấy ác mộng nữa. Chứng tiện bí cũng chuyển tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đã có vẻ hớn hở tươi tắn. Hơn nữa, ông còn cai hút thuốc." Tôi mừng rỡ vô cùng, thầm cảm tạ công đức uy thần của kinh Địa Tạng, quả là không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi may được đọc Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám của Quả Khanh. Những chuyện có thật trong sách khiến tôi kinh tâm và chấn động bội phần. Tôi thầm biết cha mẹ mình tạo tội sát sinh quá nặng, cần phải lập tức dứt trừ ăn mặn, sám hối sát nghiệp, bước vào con đường học Phật, tập tu ngay. Mặc dù cha mẹ tôi thân thể ngày càng suy yếu, nhưng chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tạo nghiệp sát không ngừng. Vậy tôi phải làm sao đây? Nghĩ thương cha mẹ nếm trải biết bao gian khổ mới nuôi tôi khôn lớn. Hiện tôi học Phật ăn chay đã mấy năm, giờ tôi rất muốn thay cha mẹ sám hối với những chúng sinh đã bị hai vị giết. Trong kinh Phật thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt từng giảng: "Nếu có chúng sinh nào lễ tháp miếu Phật sẽ được 10 công đức. Được sắc đẹp tiếng tốt, nếu có pháp ngôn người đều tin phục. Được vô úy, không sợ hãi với chúng nhân. Được thiên nhân ái hộ, có đầy đủ uy thế. Chúng sinh thích đến gần, thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát. Có đủ phúc báo lớn, mệnh chung sinh thiên, mau chứng Niết Bàn." Kinh Phật là pháp bảo, đại diện cho trí huệ Phật, là pháp thân xá lợi Phật, nên công đức lễ bái kinh cùng lễ bái chư Phật không khác nhau. Cũng giống như công đức lễ bái tháp Phật, cổ đức có vị nhờ lễ bái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân mà khai ngộ. Thế là tôi quyết định vì cha mẹ lễ bái mỗi chữ trong kinh Địa Tạng, dùng hùng tâm tha thiết tính thành lễ bái, ắt có thể cảm được Bồ Tát gia trì, khiến những chúng sinh từng bị hại được lợi ích, tiêu trừ nghiệp sát cho cha mẹ. Trong lúc bái kinh, tôi thầm sợ mình công đức không đủ,
nên đồng thời cũng lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo phương thức nhất tự nhất bái. Mỗi bộ kinh, mỗi lần tôi bái một trang, khoảng chừng 500 lễ. Thêm vào đó, hàng ngày tôi còn tranh thủ tụng một quyển kinh Lăng Nghiêm. Thời gian này, mặc dù thân thể rất mỏi mệt, nhưng nội tâm tôi cảm thấy rất an ủi, pháp hỷ sung mãn. Khi tôi bái xong bốn phẩm kinh Địa Tạng, thì mẹ tôi không cẩn thận bị té gãy chân trái, phải nhập viện để thay xương nhân tạo. Tôi bỗng nhớ lại, trước đây khi mẹ tôi lên lớp giảng, vì muốn các sinh viên hiểu rõ hơn, bà thường dùng kim ghim vào đầu côn trùng hoặc ghim chân chúng lên bảng để làm giáo cụ phụ họa cho tiết giảng. Ôi chao, nếu không biết Phật Pháp thì rất dễ tạo tội. Cử tâm động niệm không gì mà chẳng tạo ác. Nhân như vậy thì quả phải như vậy. Báo ứng nhân quả không sai mảy may. Hiện tại hoa báo đã trổ trên thân. Nếu không phải tôi phát nguyện lễ bái sám hối thay cho bà, khiến tội nặng được báo nhẹ, thì tương lai ác quả bà phải nhận trong ác đạo, ắt là thảm chẳng nỡ nhìn. Khi tôi bái xong phẩm 7, mẹ tôi lại té nữa, lần này là tổn thương phía sau đầu. Kết quả khi chụp CT, não bị xuất huyết, da sưng phù. Y viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp. Mẹ tôi đã hiện tướng địa ngục, dáng vẻ sợ hãi, mắt mở không được. Đồng thời ở nhà, tôi và con gái tôi đang dạy tại đại học, mắt cũng mở không lên, cảm thấy bị khổ tương đương. Đây có khả năng là cảm ứng thâm tình, cũng có thể nói là tôi và con đồng thời phụ mẹ trả nghiệp. Em tôi muốn giúp mẹ mở mắt, bèn dùng vải đen che ánh sáng cho bà. Cả nhà rất căng thẳng. Tôi yêu cầu cả nhà đừng tiếp tục sát sinh nữa. Em trai tôi phát nguyện, xin vì mẹ ăn chay 3 tháng. Ngay buổi chiều mẹ nhập viện, thì tối đó chúng tôi bỏ ra khoảng 2.300 USD cùng nhau đi phóng sinh. Đồng thời trong quá trình bái kinh, tôi còn ráng tụng thêm 2 bộ Địa Tạng, xem như hàng ngày tụng 4 bộ Địa Tạng, bái một trang kinh Địa Tạng, một trang Pháp Hoa. Tôi tin chắc thành tâm của tôi có thể cảm động những chúng sinh đòi nợ mẹ, và Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho. Ngày thứ 2, sau khi phóng sinh, tôi gọi điện cho em trai hỏi thăm tình trạng mẹ. Em nói, vẫn thế, không tốt, không xấu, bác sĩ đang theo dõi. Tôi cảm thấy oan gia trái chủ không muốn lìa bà, vì oán hận khó tiêu mà. Ngày đó, tôi quyết định bỏ ra 1.650 USD phóng sinh và hôm sau đi phóng sinh 600 ký ốc. Tôi quỳ trước Phật sám hối thay mẹ, mẫu tử tình thâm, nghĩ đến ân dưỡng dục nang báo. Tôi rơi lệ đầm đìa, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi cứu mẹ tôi, cứu độ những oan gia trái chủ của mẹ. Cầu cho mẹ tôi có cơ hội sửa lỗi đổi mới lại mình. Nếu như mẹ tôi ra đi, cả nhà tôi phải làm sao đây? Xin chư Phật Bồ Tát từ bi, các vị oan gia trái chủ rộng lượng tha thứ. Mấy ngày sau, bệnh tình của mẹ tôi dần chuyển tốt, hóa dữ thành an. Điều này khiến bác sĩ cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên. Tội chết mẹ tôi tránh được, nhưng tội sống khó tha. Mẹ phải chịu thống khổ mài luyện. Hơn nữa, chứng trạng đau khổ của mẹ đồng thời cũng xuất hiện trên thân tôi. Hễ mẹ tại bệnh viện nôn mửa, thì cùng lúc đó, ở nhà tôi cũng nôn mửa, bị ói như điên, đến độ ngay cả nước cũng không thể uống. Tôi lúc đó tâm rất kiên cường, cầm thao để sát bên mình, thầm nghĩ. Cho dù là chết, thì cũng phải chết trước Phật. Tôi cam tâm thay mẹ đền mạng, nếu được thế thì rất tốt. Nhờ nghĩ vậy mà tôi kiên trì bái kinh Địa Tạng đến hoàn mãn. Cư sĩ Quả Khanh nói, có một số oan gia trái chủ dù chịu tha thứ cho bạn rồi, song trước khi đi có thể chúng sẽ cắn, rứt, hành hạ thân thể bạn. Đây chính là đạo lý báo nặng trả nhẹ. Thế là suốt đêm ngót mấy tiếng, mẹ tôi toàn thân co rúm, bị hành đau đớn.
bác sĩ phải túc trực cứu chữa cả đêm. Nhưng sau đó khi kiểm tra sức khỏe, kết quả lại thấy bình thường. Sáng hôm sau, lúc tôi vì mẹ tụng kinh Địa Tạng, thì phía trái trên đỉnh đầu tôi có một bóng đen. Mãi đến khi tôi bắt đầu bái kinh Địa Tạng, thì bóng đen đó mới biến mất. Tôi biết là quan gia trái chủ trú đóng trên đầu mẹ đã đi rồi. Cũng hiểu là mẹ không còn bị lưu di chứng gì nữa. Bác sĩ từng nói, người cao tuổi như mẹ đã bị bệnh lại còn bị té chấn thương não nghiêm trọng đến thế. Thực sự chẳng có hy vọng gì cứu nổi. Nếu mà sống được thì cũng sẽ lưu di chứng nặng nề, sinh hoạt không thể tự xử lý được. Tôi biết ngành nghề cha mẹ làm đều phạm vào sát sinh, tội sâu nặng, nên quyết định vì cha mẹ bái một bộ kinh Địa Tạng, đồng thời bái từng chữ trong kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Tiếp tục, mỗi ngày tôi lễ 1100 lạy, còn ráng tụng thêm 4 bộ Địa Tạng, một quyển Lăng Nghiêm, Kim Cang và kinh Bảo Kiếp Ấn, chú Lăng Nghiêm, tứ trọng thanh tịnh minh hối. Tôi đúng là liều mạng, oan gia của cha mẹ tôi đều xuất hiện trên thân tôi, cộng thêm nghiệp nợ của bản thân tôi vốn cũng sâu nặng, cho nên thân thể cực kỳ bất ổn. Nhưng tôi thầm hiểu sâu rằng, thiếu nợ thì phải trả, đây là lẽ tự nhiên. Huống nữa là chúng tôi thiếu nợ mạng vô biên vô bến bờ. Hiện tại những chúng sinh bị giết, bị ăn không muốn đòi mệnh cha mẹ tôi, chỉ là muốn thân họ phải chịu thống khổ. Nếu không nhờ Phật lực gia trì thì tôi làm chẳng được thấu đáo. Do ngày xưa tạo ác không biết mỏi mệt, thì ngày nay chuộc lỗi cũng phải chịu khổ, chịu khó. Nhờ nghĩ vậy mà tôi tinh tấn tụng kinh, lễ Phật. Tôi tin vào những gì Phật thuyết giảng, lời Ngài với tôi là chân lý. Vì vậy mà tôi càng tăng thêm tính tâm kiên định. Hiện tại mẹ tôi đã sớm khỏe mạnh và xuất viện. Cách đây không lâu, lúc bà quay lại y viện kiểm tra, bác sĩ chuyên khoa thần kinh não trứ danh còn nói, người bị chấn thương nơi đầu mà tuổi hơn 70 như mẹ tôi lại bị xuất huyết nhiều đến thế, nhưng không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào mà chứng sưng phù tự tiêu, máu bầm tích tụ lại có thể tự tan, tự vận hành thông suốt, không lưu bất kỳ di chứng nào. Phải nói rằng kể từ hồi thành lập bệnh viện tới nay, đây là vụ ông mới chứng kiến duy nhất lần đầu. Phải gọi đây là chuyện lạ trong nhân gian. Xem ra chuyện bị té, bệnh dần dần nguy ách của mẫu thân. Song thân tôi bị nhiều bệnh khổ mà được lành, mẹ tôi được sống lại, trở về từ cõi chết, đã khiến thân bằng quyến thuộc khó mà tin nổi. Chẳng ai dám tin bà bị té chấn thương nghiêm trọng như thế mà còn có thể sống và lại sống rất tốt nữa, vì không hề bị bất kỳ di chứng, hậu chứng nào hành hạ. Bạn có tin không? Hiện giờ mẹ tôi đang lên net xem dò cổ phiếu. Tôi không đề xướng cho cổ phiếu, chỉ muốn kể chuyện này để chứng minh trình độ khỏe mạnh của mẹ, chứng tỏ rằng mọi nghĩ suy phán đoán của bà vẫn rất nhạy bén, lanh lẹ. Tự bà cũng nói, đa số thân bằng quyến thuộc đến thăm bà. Trước đó, ai cũng tưởng rằng bà chắc bị mắt lệch, miệng méo, miệng trào bọt, nửa thân không động đậy được. Nhưng khi thấy bà khang kiện như không có gì, thấy đều kinh ngạc, ai cũng suýt xoa khen là chuyện lạ. Mẹ tôi nhờ đây mà trở thành nhân vật nổi danh, vì được nơi nhiệm sở đại học của bà bàn tán sùm. Khi mọi người nghe kể, nhờ con gái bà là tôi bái kinh, tụng kinh, lễ Phật, hồi hướng mà cứu được bà, thì nhiều người xúc động cảm kích vô kể. Họ cũng phát tâm tụng bái kinh Địa Tạng. Ngay cả phụ thân tôi cũng bắt đầu lấy bút cung kính sao chép kinh Địa Tạng. Tôi hy vọng những ai đọc đến bài viết này, cho dù hiện tại thân thể đang khang kiện, thì cũng nên mau mau từ bỏ ăn mặn. Hãy vì những vật bạn từng giết ăn qua mà niệm Phật hoặc bái kinh hồi hướng cho chúng, mới mong tránh khỏi cảnh giây phút tai nạn ập đến. Lúc ấy dù có hối hận thì cũng đã muộn. Nếu như tôi viết bài này có chút công đức nào, xin đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ,
nguyện song thân tôi sớm phát tâm đại sám hối, học Phật, ăn chay. Nguyện hai vị trường thọ, mạnh khỏe, thân khang kiện. Ngài Ấn Quang từng giảng, các hình thức tu trì như bái, tụng, trì niệm, vân vân đều lấy thành kính làm chủ. Cho dù đang ở vị phàm phu, nếu tâm thành đạt đến cực độ thì sẽ chiêu cảm công đức không thể nghĩ bàn và thu được lợi ích rất lớn. Lời bình: cha mẹ có ơn sâu nặng, khó báo đền. Phận làm con, lúc cha mẹ mang trọng bệnh, lâm nguy, hãy vì cha mẹ ăn chay tụng kinh, bái kinh, phóng sinh, khiến cha mẹ chuyển nguy thành an. Không những bản thân mình được bồi phúc tăng huệ, mà cũng nhân đó hóa độ được song thân. Đây mới là hiếu chân chính. Thiên địa quang thần. Thiên có thiên thần, địa có địa thần, cùng các quỷ thần, chư thần quan, thiên tướng, vân vân trong trời đất là những vị đảm trách công tác điều tra, gọi là tư quá chi thần, chuyên giám sát công tội ở nhân gian. Trong kinh Phật giảng, thiên thần và quỷ thần đều có ngũ thông. Ngũ thông này là phúc báo của họ. Họ chỉ không có lậu tận thông thôi. Chứ thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, thần túc, họ đều có đủ. Nếu so sánh thì quy lực thần thông của địa thần chẳng bằng thiên thần, và năng lực của thiên thần lại thua kém người tu hành chứng quả. Song đối với người thế gian chúng ta thì năng lực của họ đã rất đầy đủ, vì mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta họ đều biết hết và ghi rõ. Đợi đến khi ta chết rồi thì căn cứ theo đó mà phán quyết. Chúng ta khởi tâm động niệm cũng là tạo tác, nhưng phát ra hành vi thì càng nghiêm trọng hơn. Nếu đã hiểu rõ rồi thì mỗi khi khởi tâm động niệm, chúng ta cần phải luôn kính cẩn vì sợ quả báo. Nếu bạn khởi nghiệp ác, làm ác, tương lai không tránh được ác báo. Vì vậy mới nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đạo lý chân thật này, thời nay ít người biết. Gặp kẻ không có thiện căn, không có phúc mà bạn nói với họ những điều này thì họ sẽ cười chê, miệt thị là bạn quá mê tín, quá ngu muội, nên mới nói toàn lời hoang đường. Cho họ không thể tin nên không tiếp thu được. Nhưng đến khi quả báo hiện thì có hối cũng đã muộn, mà có khi họ chẳng biết đây là ác báo trổ. Do họ không tin, đó là nghi. Mà các niệm tham, sân, si, mạn nghi đều thuộc nhóm phiền não cực lớn, làm chướng ngại trí huệ, xui bạn tạo vô biên tội. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật giảng, mỗi người khi sinh ra đều có hai vị thần luôn theo bên cạnh, một vị tên đồng sinh, một vị tên đồng danh, trọn đời không lìa xa bạn. Hai vị thần này ở trên vai, chúng ta không thể thấy hay biết được. Mọi người không ai thấy tới. Nhưng hai thiên nhân này cũng tính là thiên thần, ngày đêm không rời bạn. Trong kinh Phật cũng có gọi họ bằng tên khác là thiện ác đồng tử. Một vị coi việc thiện cả đời bạn, một vị coi việc ác cả đời bạn. Như vậy thử nghĩ xem, bạn làm gì không có ai biết ư? Dù làm ác không ai thấy, bạn cho rằng mình có thể trốn thoát được ư? Không ai trốn được, phải nói là vô phương trốn. Vì vậy những kẻ đụng người chết trong đêm khuya mà rồ ga bỏ chạy, cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. Nếu thoát được thì điều này phải xét thêm về nhân quả oan trái khuất tất trong nhiều kiếp giữa họ và nạn nhân, bởi không có gì bất công và tình cờ. Hai đồng tử thiện ác chính là hai vị thần đồng sinh và đồng danh mà trong Kinh Hoa Nghiêm nhắc đến. Phật giảng rằng, cả đời mỗi người chúng ta có hai vị thiện ác đồng tử, ngày đêm theo sát, không rời phút giây nào. Nếu bạn thường nghĩ đến có hai đồng tử này luôn ở bên ta, vậy thì sao mỗi lúc khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, bạn lại không cẩn trọng? Lời Phật giảng ra quyết định không phải là lời giả. Thế thì chắc chắn Ngài không hề lừa dối chúng ta.
Ngày xưa ta có nhiều dịp tu học, được phụ mẫu, thầy giáo dạy dỗ, bạn lành khuyên răng nên tạo ác ít, làm lành nhiều. Nhưng bây giờ, người thời nay thường chê nền văn hóa giáo dục truyền thống xưa là cổ hủ, họ không cần đến, cũng không thèm tin, mà cha mẹ cũng không thể dạy, hoặc không rảnh để dạy. Giáo sư cũng chẳng để ý tới điều này. Thế là cả đời chúng ta chỉ biết chiều theo phiền não, tập khí ác, tạo vô lượng tội. Thế thì làm sao mà không đọa lạc và không bị thiên địa quỷ thần trừng phạt chứ? Ngoài hai thần đồng sinh và đồng danh ra, còn có thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, cũng ghi lại thiện ác của người. Chư quỷ thần này đồng không kể xiết, các tôn giáo đều nhắc đến, đều có ghi. Như vậy, mỗi khi chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, liệu có thể giấu được ai chứ? Vì vậy, ta cần khắc phục phiền não, tật xấu của mình, lo sửa lỗi đổi mới, nỗ lực tu thiện. Chúng ta sống phải biết hướng thượng thăng hoa. Mục tiêu chúng ta là phẩm hạnh nhân cách, hành vi phải luôn xứng đáng, tuyệt hảo, tối ưu, tốt lành. Được vậy, tất nhiên chúng ta sẽ ở cảnh tương xứng với tâm hạnh của mình. Sư Quảng Hóa. Tôi đã thấy hai vị thần đồng sinh, đồng danh. Vừa rồi, bàn đến hai vị thần đồng sinh và đồng danh. Nhờ nhân duyên đặc biệt, tôi cũng đã nhìn thấy họ. Vóc dáng giống như đứa bé 7-8 tuổi, hèn gì mà Phật gọi là đồng tử. Đó là vào năm Dân Quốc thứ 56, năm 1967. Lúc ấy, tôi đang làm giáo sư chủ nhiệm, giảng dạy tại Phật Học Viện Từ Minh Tự. Trường khai giảng vào ngày 14 tháng Giêng, nhưng trước đó một hôm là ngày 13, thì tôi bị bệnh trĩ phát tác, gây đau đớn không cùng, đáng lo hơn nữa vì sáng mai là lễ khai giảng. Phật Học Viện Từ Minh tổ chức lễ khai giảng rất long trọng, có nhiều sư trưởng và các nghị viên cùng quan chức chính quyền đến tham dự. Tôi phải giới thiệu mọi người diễn kiến và thuyết giảng. Nhưng tôi bệnh thế này làm sao mà dự lễ đây? Thôi thì sức thuốc cho ổn, hy vọng ngày mai có thể đứng, có thể nói. Thế là tôi đi tìm thuốc cao dáng. Không ngờ lại lấy lộn thuốc, nên khi vừa thoa vào, nghe đau thấu trời đất, lại còn đứng lên hết nổi, máu mủ chảy tùm lum. Ôi chao, cơn đau hành hạ nửa ngày. Tôi phải cắn răng chịu, ráng lết về phòng dỗ giấc, nhưng suốt đêm không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi thức dậy, vừa nhìn thì thấy ngay một đống máu mủ bầy nhầy nằm ướt nhẹp trên giường, nghe trong người rất khó chịu. Tôi vẫn cố gắng đi dự lễ. Trong buổi lễ, tôi chỉ nói được mấy câu thì ngồi xuống. Đến trưa, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Tôi cởi áo tràng ra, vừa nhìn vô tà áo phía mông, thấy một đống ướt nhẹp. Thiệt là xấu hổ và thất lễ biết bao. Ai biết tôi bệnh thì có thể thông cảm. Còn người không biết thì sẽ đánh giá tôi thế nào đây? Tôi từng phẫu thuật, cũng đã uống thuốc nhưng vẫn không lành. Lần này phải nhờ tới Phật Pháp chữa trị thôi. Thế là tôi bảo đồ đệ. Tối nay xong khóa tối, các người lùi ra hết đi. Ta muốn ở lại chánh điện bái Phật, xem như liều mạng với mục trĩ nghiệp chướng này. Nếu mai qua được, thì sáng mai ta sẽ dự tiếp khóa lễ sáng. Còn chẳng qua nổi, thì ngày mai các con lên đại điện khiêng xác ta xuống. Tụng khóa tối xong, mình tôi ở đại điện lễ bái. Tôi thưa với chư Phật Bồ Tát. Cầu xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho bệnh con được lành. Nếu không thì con chẳng cách gì tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình. Nếu bệnh không lành, thì con quyết không lui ra. Giả như con phải chết, thì xin chết ở đây. Hạ quyết tâm xong, tôi một mực lễ bái. Bái đến hơn 10 giờ thì muốn hôn mê, nhưng tôi vẫn ráng đề tỉnh mà lễ. Hơn 10 giờ 30 thì đứng hết nổi, bởi vì hôm trước mất ngủ, hôm sau bị cơn đau hành hạ cả ngày, cho nên không còn cầm cự nổi và té nhào ra trên đất. Sau đó thân tôi hết động đậy,
chỉ miệng là còn động đậy được thôi. Tôi nhủ thầm, mình nên đến chỗ Hải Triều Quan Âm, nơi đó có vách ngăn đỡ, dù có ngã xuống cũng sẽ không bị thương. Thế là tôi lết đến Hải Triều Quan Âm, ở trước Bồ Tát Quan Thế Âm một bề xướng niệm: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm mãi cho tới khi miệng hết động đậy. Đến nước này thì tôi đành đánh cược với số mệnh. Miệng hết niệm nổi thì vẫn còn tâm để đối phó. Tôi tập trung toàn lực hướng về Bồ Tát Quan Âm khẩn cầu: Thưa Bồ Tát, xin Ngài đáp ứng cho con, khiến mục trĩ của con được lành. Nếu không thì hôm nay con chết tại đây cho Ngài xem. Đang khấn thầm như thế thì tôi bỗng nghe choáng váng, hình như có trận gió đang thổi tới. Tiếp theo là một âm thanh vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy trước tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi trên bàn có hai vị thần đang quỳ, đầu họ khoảng ngang gối Bồ Tát. Hai người này chính là thần đồng sinh và đồng danh. Họ trình báo gì đó và Bồ Tát Quan Âm đang giảng nói. Tôi nhìn bọn họ chăm chăm thầm nghĩ, hóa ra Bồ Tát Quan Âm cho gọi hai vị này tới trình sổ báo cáo về tôi đây mà. Bất kể họ nói thế nào, trong lòng tôi đã thầm tính trước. Tôi tin mình thiện nhiều ác ít, như vậy bệnh nhất định sẽ được lành. Do nghĩ như thế nên tâm tôi trở nên cao hứng. Tôi quay lại nhìn thì thấy hai vị thần đã biến mất tiêu. Tôi bèn hướng Bồ Tát Quan Âm xin phép trở về phòng mình. Tôi sờ mục trĩ của mình kiểm tra, thấy nó thực sự đã tiêu mất rồi, xem như bệnh tôi hoàn toàn lành rồi. Ai chà chà, khi đó tâm tôi rất vui, vô cùng cảm kích Phật Bồ Tát gia ân. Nỗi niềm này không sao diễn tả được, bởi tôi đã dẹp xong cái mục trĩ quỷ quái kia. Đây là việc tôi tự thân trải qua, chứng kiến. Tôi kể lại cho quý vị nghe là mong mọi người đều biết và tin rằng phút giây nào trên thân mỗi chúng ta cũng đều có thần giám sát và ghi lại đủ hết thiện ác của ta. Nên tương lai mỗi người sẽ tùy theo nghiệp thiện ác mình đã tạo mà thọ nhận khổ vui, điều này chẳng sai mảy may. Vì vậy quý vị phải tuân thủ lời Phật dạy, hành đúng theo pháp, phải hết sức cẩn trọng giữ gìn giới luật của mình đã thọ, lúc nào cũng phòng vệ, cẩn thận không để tạo lỗi. Phải ghi vào lòng câu, dù có chết cũng không được phạm giới. Vì giới là đạo sư, giới còn là Phật Pháp còn. Trích Quảng Hóa Luật Sư Hoằng Pháp Cổ Sự. Trên đầu ba thước có thần linh. Người Trung Quốc có câu, trên đầu ba thước có thần linh. Còn có một thuyết khác nữa là, ngẩng đầu ba thước có thanh thiên, có thể dối người nhưng không thể dối trời. Câu này nhắc chúng ta trong mỗi thời khắc đều phải kiểm soát các khởi tâm động niệm của mình. Từng hành động ý nghĩ đều phải hướng về dứt ác hành thiện. Riêng nhà Phật thì giảng, trên thân mỗi người có hai vị thần là thần đồng danh và thần đồng sinh. Thần đồng danh thì trắng là nam, chuyên ghi thiện. Còn thần đồng sinh thì đen là nữ, chuyên ghi ác. Bất kỳ khởi tâm động niệm thiện ác nào của chúng ta, các thần đều ghi lại hết. Cho nên, tốt nhất chúng ta không nên khởi tâm động niệm cẩu thả, tránh gieo nhân ác. Nếu lỡ tạo ác thì phải mau hồi đầu, không nên tiếp tục phạm giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ thuyết, thần minh ghi biết, phạm tội không tha. Phải biết chư thần chuyên ghi những thiện ác chúng ta tạo ra. Mỗi tháng có hơn 6 lần họ đến thiên đường và địa ngục để giao nộp sổ thiện ác. Chúng ta tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo của mình mà đi thọ khổ vui. Tôi kể những điều này là để nhắc mọi người nên trì giới nghiêm cẩn. Trước khi học Phật, tôi từng đọc qua một cuốn tạp chí thế gian. Giờ xin kể lại câu chuyện đăng trong đó cho mọi người nghe. Cuối đời Thanh, có một thư sinh muốn đến Bắc Kinh thi trạng nguyên. Khoa này mở vào tiết xuân, tức phải qua năm mới thi.
nhiều người ở những vùng xa, thì ngay từ mùa đông đã vội khăn gói lên kinh mới mong tham dự kịp kỳ thi mùa xuân. Tại Đại Lục, mỗi kỳ đến mùa đông thì phương Bắc băng tuyết phủ đầy, trắng xóa cả một vùng, khiến người khó nhìn ra lối đi. Nếu khởi hành mà lỡ gặp tuyết phủ kín đường thì chỉ có chờ đợi vì không chỗ để đi. Thư sinh X giữa đường lên kinh thành đã gặp phải tình huống đó nên vô phương tiếp tục hành trình, đành nấu tạm nơi một quán trọ bình dân. Nhưng chủ quán lại là một quả phụ còn trẻ, chồng vừa chết không lâu. Thư sinh X thầm nghĩ, mình tạm ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Nào ngờ tuyết rơi liên tục bất đoạn, phủ kín đường đi dày mịt, khiến anh vô phương khởi hành. Bất đắc dĩ phải tiếp tục ngủ lại nơi quán trọ. Một ngày rồi một ngày trôi qua, khách là thanh niên tuấn tú, chủ là quả phụ xinh đẹp, trẻ trung, cả hai đều ở vị đơn độc, mà ngày nào cũng gặp mặt nhau, nên tâm liền vọng động. Thế là thư sinh bèn đi tới trước phòng nữ chủ. Đầu tiên, anh đưa tay lên định gõ cửa, thì chợt nghĩ, không nên, ta đang muốn thi trạng nguyên, nếu tiến vào thì sẽ phạm dâm, thiên đình sẽ gạch tên mình, phải quay về thôi. Chàng vừa quay trở về, thì trong lòng nữ chủ cũng khởi niệm muốn đi đến tìm chàng. Vừa ra khỏi cửa phòng, thì nàng chợt nghĩ, rất không nên, ta là quả phụ, phải giữ tiết hạnh mới đúng lẽ. Sao vừa nhìn thấy trai đẹp là dỗi quên hết khuôn phép? Không nên như thế, mau quay về thôi. Chàng thư sinh quay về rồi, lại ngăn không nổi lửa dục trào dâng, lại đi đến trước phòng quả phụ. Lúc này chàng gõ cửa, ngay khi quả phụ ra mở cửa, thì chàng đã nhanh chóng bỏ đi. Bởi chàng cảm thấy mình không nên làm như thế, lại sợ phạm dâm sẽ bị mất công danh. Thời cổ đại chúng ta có một thuyết là, cho dù bạn có học tốt đến đâu, dù số mệnh ấn định đậu trạng nguyên, nhưng nếu phạm dâm hoặc tạo ác thì thiên đình sẽ gạch bỏ danh phận trạng nguyên kia ngay. Vì vậy mà khi chàng đến và nàng sắp mở cửa thì chàng đã nhanh chân quay về. Nhưng quả phụ tình cảm sinh dạt dào liền đi đến trước phòng chàng gõ cửa. Ngay lúc này nội tâm nàng lại lên tiếng trách mắng nàng, không nên thất tiết. Thế là nàng bèn quay về. Cứ thế, bọn họ cứ đi tới đi lui như vậy, ngót mấy bận. Lần cuối cùng, chàng thư sinh đứng dậy mở cửa. Hai người đứng đó, nửa tiếng nửa lùi, lòng vừa muốn vừa không, dùng dằn chưa quyết. Ngay lúc chưa ngã ngủ ra sao, họ cứ giằng co, nửa muốn phạm, nửa không, thì bỗng nghe trên không trung có âm thanh vang lên. Hai tên ngốc cà giật này, thực ra bọn mi có muốn phạm lỗi hay không vậy? Báo hại bọn ta ghi ghi xóa xóa trong sổ thiện ác đến nát như rồi nè. Âm thanh nói xong thì có vật gì được ném xuống. Lúc này hai người đang ngồi trên giường, vừa nghe tiếng nói thì đã sợ phát run, vội lượm vật đó lên xem, té ra là cuốn sổ ghi công tội. Trong có đề rõ tên bọn họ. XX, số ấn định là trạng nguyên năm nay, phạm dâm bị loại công danh. Y, quả phụ đức hạnh, chết sẽ được thăng thiên, nhưng hiện tại phạm dâm. Tiếp theo sau là những hàng chữ bị gạch xóa liên tục, ghi đầy như sau: phạm, không phạm, phạm, rồi gạch bỏ, lại ghi tiếp, không phạm, phạm, không phạm. Suốt cuốn sổ ghi, cứ ghi tới, lui như vậy, và xóa gạch tơi bời. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rối nùi, vì vậy mà chư thần cũng phải nổi đoá, lên tiếng quát to. Hai người này vừa xem qua, vội vã bỏ về phòng mình. Từ đó chẳng còn ai dám khởi dâm niệm hay muốn phạm lỗi chi nữa. Phần chư trưởng bối ngày xưa, mỗi khi kể cho con cháu nghe câu chuyện này, họ luôn khẳng định tà dâm bị tước công danh, triệt hết phúc, lộc, quyền là có thực. Vì vậy mà vào thời xưa, các con em thuộc dòng dõi Thư Khương đều được nghe kể câu chuyện này để cảnh giới, tự giữ phẩm hạnh mình như ngọc quý. Có học vấn tốt thì đạo đức phẩm hạnh cũng phải cao tột, không thiếu sót mới lấy được công danh.
xét người thế tục mà còn phải như vậy thì đã là kẻ xuất gia, ta cần phải chú ý đến điểm này hơn nữa. Vì một khi phạm giới dâm thì phúc báo, thọ mệnh, công đức gì cũng bị tiêu ma. Cho nên các tu sĩ phải hết sức cẩn thận.